khai giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOI Cup 2022 kỷ niệm 15 năm, mở rộng quy mô thi đấu lên 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 với 100 đội đua và 200 vận động viên. Một trong những điểm mới trong công tác tổ chức chính là việc cải tiến hầu hết các đường đua so với những mùa trước, đồng thời tăng thêm 3 đường đua mới từ 10 lên 13, trong đó có đường thi ban đêm Adventure ở các khu vực chưa từng thi đấu tại khu vực làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Đồng Mô, Sơn Tây. Các đường thi được thiết kế theo hướng tăng quãng đường thi đấu, tạo ra các bài thi cho phép vận động viên trải qua những thử thách kéo dài với tốc độ sẽ được đẩy lên cao hơn. Đây là các cải tiến phù hợp với xu hướng quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm tổ chức giải, ban tổ chức cũng đã quyết định nâng tổng giá trị hỗ trợ trực tiếp các đội đua và tổng giá trị giải thưởng của năm nay lên tới 1,1 tỷ đồng. Năm nay thì ban tổ chức mở thêm đường mới để tạo hưng phấn cho vận động viên. Thì mức độ khó của bài 12 thì cũng tương đối. So với mọi năm thì năm nay ban tổ chức một giải đấu chu đáo hơn và quy mô hơn và các đường mới mẻ hơn. Cái giải thì theo tôi đánh giá xuyên suốt các năm thì năm nay là rất là chuyên nghiệp từ khâu tổ chức đến lẫn sắp xếp rồi mọi thứ, rồi đường đua rồi các cái hậu cần nữa. Đi đầu tiên đi từ trên cái khu vực xuất phát xuống đến một cái dốc, thì qua đây có một cái hũm bẫy của ban tổ chức đà là múc máy múc để cho mình đi, thì xử lý qua được cái đấy rồi thì bắt buộc anh phải giữ tốc độ để anh đi vòng qua một cái chướng ngại vật kia. Cái mà làm như cái bung binh ấy. Thì đấy, thì ở đấy là một dãy các cái hố bùn không chân. Nếu mà anh mà bị mất đà thì gần như là anh không qua được cái hoàn thành được bài thi. Khó khăn thì nếu như mà xe mà không hỏng thì chắc là xe tôi cũng qua được. Chẳng qua là xe lúc mình cái trục các đăng nó bị xoắn từ trước rồi. Thế nên là đến qua cái hố đầu tiên kia thì chắc là nó đập vào, bây giờ nó gãy. Thì là bắt buộc phải đi anh em. Thank you.